tất cả cán bộ công chức của thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm một nửa thu nhập tăng thêm và dành số tiền này hỗ trợ gần 600.000 người lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là nội dung được ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 26 tháng 3 năm 2020 thông báo. Theo ước tính, tổng thu nhập tăng thêm của một nửa cán bộ công chức đủ để hỗ trợ cho người dân ở mức 1 triệu đồng mỗi người một tháng. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly tại nhà sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét trong phiên họp bất thường vào chiều 27 tháng 3. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong thời điểm cả nước bước vào cuộc chiến chống dịch COVID-19, thì mỗi người dân cần tự ý thức sống giản dị, tiết kiệm hơn, chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng cần thảo luận thêm về việc tạm dừng sản xuất ở một số doanh nghiệp trong 2 tuần tới. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị ngành y tế phải chuẩn bị đầy đủ các thiết bị y tế, bộ xét nghiệm để sử dụng khi cần thiết. Người dân thành phố cần hạn chế tập trung đông người, mọi nhu cầu đi lại không cần thiết thực hiện trong 2 tuần thì nên giảm bớt.